Nhạc đi chứ ông nổi ngày 20 năm tang tại chủ đề là Zurich ở Phú Quốc. Tôi sẽ nói về Zurich ở Phú Quốc. Zurich ở Phú Quốc. Phú Quốc là hòn đảo đảo lớn. Phú Quốc là hòn đảo đẹp. Chúng ta có thể sang bay từ Incheon đến Phú Quốc, có thể sang bay 2 bay bay từ Incheon đến Phú Quốc. Phú Quốc là hòn đảo lớn. Chúng ta có thể đến, tôi đến bài đến về đến Phú Quốc. Chúng ta có thể đến Phú Quốc với sáng sớm, với sáng chúng ta sử dụng taxi đến Dương Đông, Trần Hoàng Đạo Street, Dương Trần Hoàng Đạo. Như các hàng, nhà hàng, các sạn, như các sạn ở Phú Quốc. Chúng ta có thể sống ở các sạn. Đến chúng ta có thể du lịch cano, du lịch thuyền. Chúng ta có thể bơi ở biển Phú Quốc. Như du khách thích rằng cô mua sản phẩm của các hàng kinh khủng. Du khách có thể đi bộ, có thể đi chỗ đến Dương Đông, ô chỗ đến du khách có thể ăn ẩm thực Việt Nam, hải sản, món ăn hải sản, món ăn hải sản. Du khách xem sản phẩm đẹp. Du lịch Phú Quốc là tốt nhất. Hôm nay tôi đã nói về du lịch Phú Quốc. Phú Quốc là hòn đảo lớn. Phú Quốc có nhiều nhà hàng nổi tiếng. Nhà hàng nổi tiếng là nhà hàng nổi tiếng là Shisha, là nhà hàng. Các sạn nổi tiếng là Intercontinental. Bien, đến bien, du khách đi Ung Việt. Xong.
ra trong cái làm thế này. Cũng vậy, chủ đề là chú quốc quốc. Tôi đang nói về du lịch của Phú Quốc ở hòn đảo lớn tôi nhất. Chúng ta có thể tích cắn đẹp video có thể ở biển sao không Bên lòng tham gia quốc gia công viên quốc gia Phú Quốc có thể sử dụng tốc chuyến có thể tích kinh nghiệm tốc tàu như kinh nghiệm tốc tàu ôn đảo lòng tam po Dũng ở Phú Quốc tham gia ở Tam Phước Trung Quốc có thể tham gia Chùa Đen Vĩnh Cửu có thể vui có kem bí dưỡng ngôi lá san hô để san hô phong cách phát tông du lịch nổi tiếng như du lịch cao cá đem kayak bồi lắm để xem san hô ốp gốc đó là gần đầu cũng nổi tiếng đặc sản như nướng mắm ốp gốc hải sản chung Shibong hai du lịch tốt nhất mỗi hôm nay tôi đã nói về Phúc Phúc đã đau phải tham gia là Phú Quốc là đẹp nhất nhắc chỉ chung ông nội nay 20 năm trang tại chủ đề là chủ đề ở Phú Quốc tôi sẽ nói về chủ đề ở Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam chúng ta có thể sẵn cảnh về chú đảo này như là nhắm hôn hôn tại bãi sau hoàng hôn tại bãi sau hay cắm bà lưng quốc gia Phú Quốc nụ dô internet là hôn đảo dô internet là hôn đảo lớn nhất
chúng ta có thể tận hưởng những trải nghiệm độc đáo đến phố phúc. Chúng ta có thể tham quan khu phố bộ cổ Dương Đông, tham quan chỗ tem trên cầu hay tham biển ở bãi kiếm ngồi lá phố phúc. Còn có các hoạt động du lịch thú vị như lặn biển ngắm san hô, kéo thuyền kayak và tham gia các tour tàu cá. Không những thế, hòn đảo cũng nổi tiếng với các đặc sản hải sản chủ sông và nước mắm của quốc xuất khắc bằng cổ xuyên du lịch tuyệt vời. Hôm nay tôi đã nói về Phú Quốc, hòn đảo đẹp và đáng đến nhất của Việt Nam. Đúng. Tôi thích văn hồi từ AI.